Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Lai Châu, một viên ngọc sáng lấp lánh giữa đất trời Tây Bắc, từ thiên nhiên văn hóa con người. Hành trình khám phá trải nghiệm tận hưởng những không gian thiên nhiên kỳ ảo thơ mộng và hòa mình cùng với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc đang thu hút đông đảo du khách khi đến với Lai Châu. Lai Châu cũng đã có nhiều chiến lược và chính sách chào đón các nhà đầu tư. Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhằm giới thiệu quảng bá thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch đến với Lai Châu. Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ và lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà của chúng ta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức khai mạc hội nghị lần thứ 12, khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Tại phiên khai mạc, các đại biểu được nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, kế hoạch năm 2023, tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022, dự toán ngân sách địa phương năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch năm 2023. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thống nhất chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của tỉnh ủy. Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh những vấn đề hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 sẽ bàn, thảo luận và quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong dài hạn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để hội nghị đạt được kết quả cao nhất. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến bất thường, giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, các cấp các ngành đã bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của tỉnh ủy, cấp ủy các cấp để tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó, hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đặc biệt là thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị địa phương để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Bên cạnh đó, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và dự báo, phân tích kỹ bối cảnh, tình hình của năm 2023 để thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ vừa sát thực tiễn, vừa có tính phấn đấu cao, với tinh thần chung là quyết tâm, quyết liệt, tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Cũng trong sáng ngày 1 tháng 12, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở ngành, Tài chính, Ban Nội chính tỉnh ủy, Thanh tra, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự. Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, báo cáo kết quả công tác kiểm tra, báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án, báo cáo công tác thi hành án dân sự, hành chính, báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh duy trì 40 mô hình tiêu biểu và nhân rộng 555 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chuyển hóa 10 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, phát hiện hơn 490 vụ, 600 đối tượng tội phạm ma túy. Các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế. Ban Pháp chế cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và kiến nghị khắc phục, như cần tăng cường giám sát của các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương, giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu các cấp đối với công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn 2021-2025. Về công tác xét xử và thi hành án dân sự, đề nghị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, hành chính. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp, giải trình, làm rõ và hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Trường mầm non thị trấn Mường Tè đã thực hiện theo đề án nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là chú trọng đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, giảm bớt tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nhóm trẻ mầm non. Trường mầm non thị trấn Mường Tè năm học 2022-2023 chăm sóc cho hơn 480 trẻ với tổng số 18 lớp được chia theo nhóm độ tuổi. Với đặc thù ở huyện miền núi, trường mầm non thị trấn Mường Tè chia thành 3 điểm trường, rải rác ở khu phố 1, khu phố 10 và khu phố 11. Tại điểm trường trung tâm của trường mầm non thị trấn Mường Tè ở khu phố 10 thực hiện chăm sóc hơn 230 trẻ, được chia ra thành 10 nhóm lớp. Nhằm phát triển toàn diện cho trẻ, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động đưa các hoạt động thể chất, dinh dưỡng phù hợp theo từng lứa tuổi, các biểu đồ được xây dựng theo từng lớp để nắm bắt thể trạng của từng học sinh và được thường xuyên theo dõi để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng kịp thời. Con biết đến trường, con được ăn nhiều bánh ngon. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ, đo chiều cao cân nặng. Từ đó thì đã theo dõi được cái thể trạng của trẻ trong năm học. Qua cái theo dõi sẽ tư vấn cho nhà trường lên thực đơn và khẩu phần ăn cho trẻ và phần ăn riêng cho trẻ nếu có trẻ suy dưỡng. Cùng với đó thì tôi cũng kết hợp tuyên truyền với phụ huynh để cùng quan tâm đến trẻ. Trong chương trình giáo dục mầm non, có thể thấy chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục là hai nhiệm vụ song song và có tầm quan trọng rất lớn đối với bậc học mầm non. Chính vì vậy, ở trường mầm non thị trấn Mường Tè, xác định việc chăm sóc, chế độ dinh dưỡng cho trẻ thường xuyên được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Nhà trường đã thực hiện các bữa ăn đáp ứng đầy đủ về dinh dưỡng cho trẻ, cân đối về chất lượng, cơ cấu bữa ăn, phù hợp với độ tuổi, phù hợp với hoạt động để phát triển khỏe mạnh và phòng tránh được bệnh tật. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ được đảm bảo giúp trẻ phát triển hài hòa, cân đối, trẻ có thể lực, có sức khỏe để tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục khác đạt hiệu quả cao. Trong cái năm học thì nhà trường có mở các buổi tập huấn cũng như là các buổi kiểm tra về kiến thức an toàn thực phẩm đối với các đồng chí cán bộ nhân viên nhà bếp. Và qua đấy thì nhà trường cũng có buổi họp phụ huynh đầu năm để cùng với phụ huynh tuyên truyền về những cái bữa ăn dinh dưỡng đối với các con ở tại trường.
Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 đặt ra mục tiêu về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, phấn đấu trên 98% nhóm lớp mầm non được học 2 buổi một ngày và ăn bán trú. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3% một năm. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình là 0,2% một năm. Đối với giáo dục mầm non thì cái phát triển cái thể trạng cho trẻ thì được các đơn vị nhà trường cũng như phòng giáo dục rất là quan tâm. Ngay từ đầu năm học thì có nhiều cái văn bản chỉ đạo xuống các đơn vị trường trong cái việc mà nuôi dưỡng trẻ, cho trẻ ăn trưa hàng ngày. Cũng thực hiện theo cái nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là cái hỗ trợ cho trẻ, nhà trẻ từ 26 đến dưới 36 tháng tuổi là cái chế độ ăn trưa cho trẻ, thì các đơn vị trường cũng theo vào đó là tập trung những cái dinh dưỡng đảm bảo theo cái phát triển của trẻ. Bằng nhiều giải pháp chăm sóc, tập thể giáo viên trường mầm non thị trấn Mường Tè sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, chú trọng tăng nguồn dinh dưỡng cho trẻ trong năm học 2022-2023. Phấn đấu tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm từ 3 đến 5%, từ đó góp phần nâng cao thể trạng của trẻ theo mặt bằng chung của trẻ em Việt Nam. Thưa quý vị, năm 2022, Ban Quản lý Dự án huyện Tam Đường được giao quản lý tổng số vốn hơn 170 tỷ đồng. Đến thời điểm này, số vốn giải ngân đã được trên 114 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch. Và dự kiến đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023, đảm bảo kế hoạch đề ra. Công trình trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tam Đường với tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Loan Trường Tam Đường thi công. Công trình được khởi công vào tháng 1 năm 2022 và dự kiến hoàn thiện vào cuối tháng 12 năm 2022, bao gồm các hạng mục, nhà thi đấu đa năng và nhà làm việc cùng các hạng mục phụ trợ như là sân, kè đá, đường bê tông. Đến nay, công trình đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục cuối và đã giải ngân được 100% nguồn vốn. Việc giải ngân của ban dự án thì rất là nhanh chóng và thuận lợi, đáp ứng đầy đủ được cho bên doanh nghiệp để trực tiếp là thi công công trình. Từ đầu năm đến nay, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản của huyện được triển khai thuận lợi. Có được kết quả này, ban quản lý luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền huyện, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân hiến đất nên các công trình dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng xây dựng theo quy định. Bên cạnh đó, ban quản lý đã thực hiện các bước giải ngân theo đúng tinh thần chỉ đạo của các bộ ngành trung ương và của tỉnh. Do đó, hầu hết các nguồn vốn đều tập trung sử dụng cho các công trình chuyển tiếp trả nợ khối lượng của các năm trước, các công trình trọng điểm thực hiện theo chương trình mục tiêu, nghị quyết của tỉnh ủy. Các dự án phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách ở địa phương để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn xây dựng cơ bản của huyện. Từ nay đến hết năm 2022, ban quản lý dự án huyện Tam Đường tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng một cách khoa học, tăng cường công tác quản lý đầu tư, kiểm tra giám sát trước khi chuẩn bị đầu tư. Trong quá trình thi công, nghiêm túc thực hiện các bước thủ tục đầu tư đúng luật định, quản lý chặt chẽ mọi nguồn vốn, tránh để thất thoát lãng phí, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng cơ bản. Đối với lại cái công tác giải ngân ấy, thì trên cái cơ sở cái kế hoạch vốn được giao và cái khối lượng và chất lượng cái tiến độ xây dựng ngoài hiện trường, thì chúng tôi sẽ tiến hành chỉ đạo các cái bộ phận kế toán cũng như bộ phận kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu khối lượng chất lượng ngoài đường để kịp thời hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để giải ngân theo đúng cái yêu cầu và đúng cái thời gian quy định. Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn năm 2022, các đơn vị sẽ tăng cường công tác quản lý thi công, cử cán bộ tích cực kiểm tra hiện trường, giám sát thi công thường xuyên, đồng thời đôn đốc thi công đảm bảo về tiến độ chất lượng, khối lượng theo cam kết, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn xây dựng cơ bản và kế hoạch tỉnh giao. Năm 2022 vừa qua, tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Thổ đã luôn đoàn kết thống nhất cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch của ngành, đơn vị đề ra. Qua đó đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Ngay sau khi ban hành kế hoạch công tác năm của đơn vị, tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch các chương trình kiểm sát đúng thời gian, đảm bảo chất lượng. 100% vụ án, bị can được khởi tố điều tra theo đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp oan sai, bỏ lọt, không có vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Công tác phối hợp đảm bảo nhịp nhàng, các khó khăn vướng mắc được họp bàn tìm biện pháp tháo gỡ kịp thời. Căn cứ vào cái kế hoạch công tác của đơn vị thì bản thân đã xây dựng cái dựa trên cái kế hoạch của bộ phận, bản thân em đã xây dựng cái kế hoạch riêng của mình cho bản thân thực hiện theo từng thời gian nhất định. Năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Thổ được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như kiểm sát trực tiếp, việc tiếp nhận, quản lý, xử lý tin báo tố giác về tội phạm. Tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn điều tra 117 trên 130 vụ đạt 90%. Đã truy tố, chuyển tòa án xét xử 108 trên 108 vụ đạt tỷ lệ 100%, vượt so với kế hoạch đề ra 5%. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa toàn thể các cái chỉ đạo, chỉ thị công tác và các cái nội dung chỉ đạo trên của Viện sát tối cao, của cấp ủy địa phương và ngành kiểm sát Hải Châu, cụ thể hóa vào kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của Viện sát Phong Thổ, và xác định rõ những cái chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá và bằng lượng hóa bằng sản phẩm, có phân công giải pháp chỉ đạo cụ thể rõ ràng và tổ chức triển khai thực hiện trong năm. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, trong tổng số 111 chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản có 51 chỉ tiêu không phát sinh, 60 chỉ tiêu phát sinh, trong đó đơn vị đã hoàn thành 28 chỉ tiêu, còn 32 chỉ tiêu có thể thực hiện vượt. Đơn vị đã thực hiện vượt 29 trên 32 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 90,6%. Thực hiện đạt 3 trên 32 chỉ tiêu có thể vượt. Có 28 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Viện Kiểm sát tỉnh và đơn vị đề ra ngoài hệ thống chỉ tiêu cơ bản. Đơn vị đã hoàn thành 28 trên 28 nhiệm vụ. Về cái phương hướng nhiệm vụ năm 2023 thì đơn vị cũng tiếp tục bám sát cái nghị quyết 96 của Quốc hội và cái chỉ thị công tác của Viện sát tối cao, bám sát vào cái nhiệm vụ phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương, rồi chỉ đạo sát tỉnh để tiếp tục cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch thực hiện và tiếp tục đưa ra những cái giải pháp, xác định những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục đổi mới về quản lý, chỉ đạo, điều hành, đưa ra các giải pháp, phân công, phân nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ của ngành tại địa phương. Với những kết quả đã đạt được, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Thổ được đề nghị nhận cờ thi đua của ngành Kiểm sát Nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, nhiều cá nhân được đề nghị tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2022, huyện Phong Thổ đã tiếp 428 lượt công dân với 426 vụ việc, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Nội dung tiếp công dân chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 162 đơn, đã giải quyết 147 đơn, còn lại 15 đơn đang trong thời gian giải quyết. Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại tố cáo là rất quan trọng nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Do đó, huyện Phong Thổ tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, không để công dân phải chờ lâu, bức xúc dẫn đến khiếu nại vượt cấp. Năm 2022, tỉnh Lai Châu triển khai nhiều giải pháp tổ chức tốt việc quản lý đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng ô tô. Đến nay, Lai Châu có 41 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định với 18 tuyến, 15 tuyến nội tỉnh và 66 tuyến liên tỉnh. 7 đơn vị vận tải hành khách bằng taxi, 275 đơn vị hộ cá nhân
vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, bổ sung 16 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, doanh thu vận tải ước đạt 288,4 tỷ đồng, vượt 5,8% kế hoạch, tăng 12,3% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 89,3 tỷ đồng, vượt 15,8% kế hoạch, tăng 23,5%. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 199,1 tỷ đồng, vượt 1,8% kế hoạch, tăng 7,9% so với năm 2021. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.